Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 162 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 729 Thiên Tháp Địa Hãm Những tảng núi đá từ ở trên trời liên tục rơi xuống. Những hòn đá trên mặt đất Giống là một phần của chân núi rung lên mãnh liệt rồi dậy mà đột ngột bay lên. Tựa như là mấy ngàn quả tiễn đều bắn kiểu rải thảm ở trên mặt đất xuất hiện vô số bùn đất tung tóe dày đặc sau những tiếng nổ thật lớn cảnh tượng cực kỳ hùng tráng mặt tiêu diêu râu tóc dựng ngược lên giống một tiếng nhẹ nhàng nhảy nhót tung người lên đầu tiên trường kiếm mang theo hào quang chói mắt hung hăng đâm tới một khối đá lớn đang đè xuống quanh một tiếng hòn đá kia nổ tung ra làm các viên đá nhỏ bay đầy trời. Còn lão, trong nhảy mắt lại liên tục dùng cách đó mà đâm ra hơn 10 kiếm. Mọi người thấy cách đó lại có hiệu lực thì cũng đều hiểu ra. Vừa thấy có một đường sống, chẳng có ai chịu ngồi chờ chết. Người có đau dung đau, ai có kiếm mũ kiếm, nhào nhào tung người lên trong nhảy mắt, bộc phát ra năng lực cực lớn, làm giữa không trung, tựa như có vô số pháo hoa, thi nhau nổ sáng chói vô cùng. Mọi người tụ chung là một chỗ, khi mà xuất kiếm chủ ý giữ lại một phần thực lực, mặt khác cần 50 người toàn lực đào sâu xuống đất, nhất định trước khi quả núi ụp xuống phải đào ra một cái hố to. Càng sâu càng tốt, càng lớn càng tốt, dùng hết sức lực, đợi được cho núi ụp xuống, mọi người cùng nhau chĩa trường kiếm binh khí lên trên, sau đó lập tức nhảy vào trong hố. Tiếp theo, mọi người phải lập tức quay thành một cụm, chung tay hình thành một lớp khí bảo vệ, cùng nhau chống cự cái áp lực núi đè. Chỉ có thể như thế, chúng ta mới có thể có một con đường sống, sinh tử đồng lòng, cùng nhau một mất một còn. Mặt tiêu diêu, khang giọng gào thét, âm thanh vừa nhanh vừa dội, lão hô to như vậy liên một mạch, cho đến giờ cũng ít khi mà thấy lão có thể thốt ra rõ ràng như vậy. Trong âm thanh, núi đá đổ âm âm, cùng với những tiếng nổ thật mạnh, cho dù lão có quyền công sâu xa, thanh âm phát ra, cũng trở nên yếu ớt. Mặt Tiêu Diêu vừa mới nói xong, ngay cả đám người của cổ thanh dân Tiểu Thiên Nhai khúc vô tình, đồng thời nhằm hướng dưới chân toàn lực quanh kích. Tứ đại tôn giả đồng thời xuất toàn lực, quy lực kinh người. Mặt đất cho dù là kiên cố cũng không thể kháng cự. Quanh một tiếng, nơi bị trưởng đánh đã hiện ra một cái hố to sâu mấy trượng, chu vi chừng hơn 10 trượng. Vào lúc này, tứ đại tôn giả liên thủ một kích đánh ra. Duy có một mục tiêu không phải là thiên phạt chúng quyền thú, cũng không phải quân gia, mà là mặt đất dưới chân. Lập tức lại có 50 người hiểu ý, xong lại cùng liều mạng nhằm cái hướng mặt đất mãnh liệt quanh kích. Tất cả đều là cao thủ chí tôn thượng thừa, hơn nữa tầng đất đá cứng rắn bên ngoài đã bị tứ đại tôn giả hợp lực phá đi, cho nên những người này toàn lực cùng đánh xuống, trong nhảy mắt khoét sâu một cái đại động xuống thêm vài chục trượng. Mặt tiêu diêu, thét lên một tiếng, râu tóc dựng ngược, tứ đại tôn giả đồng thời cùng nhau xuất thủ. Từ đằng xa, vọng đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ những cao thủ đã tách khỏi quần thể, cho dù là bởi vì sợ hãi mà lâm vào sụp đổ, hay những kẻ ý vào khinh công cao thượng của mình mà bỏ chạy thật xa, không một ai may mắn thoát khỏi tất cả đều bị những tảng đá lớn rơi xuống như là một trận mưa rào dày đặc làm tổn thương mà chỉ cần phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế cơ bản có thể dự đoán được sau một khắc nhất định đã bị đá tảng nền cho chết tươi biến thành một đống thịt dụng cho dù có một số người gần như kiệt lực nhưng mà vẫn tự động phát động dư lực nhỏ bé đánh xuống tiếp cái hố to vừa tạo ra lúc này đã hy vọng sống sót duy nhất của mọi người hố càng sâu, hy vọng sống của mọi người cũng tương đối càng lớn. Nếu không, một khi mà cả cái quả núi lớn như vậy mà rơi xuống, chấn động đánh sâu vào mặt đất, có thể đánh chết tươi cái kẻ chậm chân. Hoặc là cái tầng nham thạch đất đá bị dồn nén tụ lại vào giữa, cũng có thể ép chết mọi người cùng chen chúc nhau. Bất kể là cương giả ở bất kỳ đẳng cấp nào, đối diện với chuyện đang xảy ra trước mắt, đều tất cả như con kiến. Trong nhảy mắt, khi mà bóng người cuối cùng đã kịp chui xuống hố quả núi to lớn không gì sánh nổi rốt cuộc cũng đã rơi đến nơi một cú trời giáng nện lên mặt đất âm thanh kịch liệt chưa từng có rốt cuộc đã chợt vang lên giờ khắc này mặt đất không phải là rung rinh giặt giảnh nữa mà là cả một vùng nhảy dựng cả lên đúng vậy chính là bật ngược hết lên núi đá bị chấn bay lên thậm chí mấy trăm trượng mấy ngàn trượng rồi giống như sao băng không biết rơi xuống nơi nào ngay cả phong tuyết ngân thành xa xa tòa kiến trúc cực lớn đó cũng bởi vì biến cố lớn lao này mà mặt đất nhảy dựng lên nhảy dựng lên kịch liệt chuyện ly kỵ đến giường đó tựa hồ cũng chỉ có thể dùng từ nhảy lên kịch liệt để mà hình dung thôi sau đó ngân thành ầm một tiếng đập xuống trên nền mặt đất giống như một người vốn chỉ có thể uống được hai chén rượu là có thể sai lại đột nhiên uống một cân đầu óc quay cuồng lão đảo rồi lắc lư dài cái rốt cuộc cắm đầu xuống đất tất cả kiến trúc của phong tuyết ngân thành trong lúc nhất thời đồng loạt sụp đổ cả bảy ngọn núi dây chung quanh phong tuyết ngân thành đồng thời sinh ra chấn động kịch liệt sau đó các tầng băng lớp tuyết ở trên núi trong lúc nhất thời cùng đổ ào làm lộ ra một cái đỉnh núi trùi trụi hiện ra những đỉnh núi nâu vàng hàng vạn năm không từng thấy Cảnh tượng hoành tráng đến giường đó đã làm cho quân đại thiếu gia ẩn giữa không trung, tránh né tai nạn, đồng thời xem náo nhiệt, phải thỏa mãn hồ lớn. Ánh mắt gần như mở hết cỡ mà thốt ra. Thật sự hoành tráng nha, lão tử hôm nay quá là có phúc rồi. Cảnh tượng như vậy mà nếu đem theo camera ghi hình bán ở trên địa cầu một cái thì đến cả con cháu cũng có thể yên tâm về hưu rồi. Thật sự là đáng tiếc mà hắn còn chưa kịp thắng phục xong thì một màn khác càng hoành tráng hơn, càng khó hình dung hơn lại tiếp tục xuất hiện. Những cái mũ của bảy ngọn núi mặc dù đồng thời bay lên nhưng mà khi rơi xuống không có cùng lúc. Dù sao, những cái mũ cũng vẫn còn to nhỏ khác nhau nhưng mà tình trạng chia năm xẻ bảy của chúng lại không khác nhau là bao. Tất cả đều sinh ra những cái trận tuyết lở quy mô khác nhau. Hơn nữa đều là những vụ tuyết lở đặc biệt khủng khiếp quân mặt tạ tuyệt đối dám đánh cuộc coi như là cái vụ tuyết lở ở trên đỉnh Himalaya cũng tuyệt đối không có theo kịp thành thế to lớn lần này nữa dù số con sóng tuyết bay thẳng lên trời cao mấy trăm ngàn trượng che kín cả dòng trời hoàn cảnh đến như vậy cho dù là bảy quả à không kể cả bảy quả bảy dạng quả bơm nguyên tử đồng thời nổ mạnh cũng chưa chắc có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng đến như vậy nữa những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp. Chương 730 Đại quân đến Kẻ kinh khủng này một tay làm cho kiếm phong sụp đổ khiến cho băng tuyết vô tiền khoáng hậu lâm vào cảnh núi lở. Cũng bởi vậy mà hoàn toàn quỷ diệt cả tòa thắng cảnh của tuyết sơn làm cho biểu tượng phong tuyết ngân thành quy chấn giang hồ trong nhảy mắt biến thành một đống đá dụng lại vẫn còn dương dương tự đắc. Rốt cuộc là ai đây có quá đáng không chứ? Xa xa, mặt tuyết lỗ ngỗn gò đóng, đang không ngừng nhúc nhích. Xoát một cái, thò ra một cái đầu người đen đen. Sau một khắc, nhô lên thêm một người nữa. Cuối cùng, dần dần bò ra đến khoảng hơn 100 người. Ai nấy mặt mũi không còn chút máu, khóe miệng ai cũng tụ huyết, dễ mặt thê lương. Đúng là đám người của tiêu gia những người này được 10 lão chí tôn thượng thừa của Tam Đại Thánh Địa dẫn theo định chuẩn bị phục kích quân gia cùng với quyền thú nhân mã, nhưng mà cũng bởi vì ở khá gần cho nên cùng chịu cảnh khổ. Mặc dù không có bị đè chết tươi, nhưng mà cũng bị chấn động mạnh liệt tới cực điểm, bởi vì đám người này có thực lực còn kém hơn cho nên đã chết không ít người rồi. Đám này có tổng cộng gần 300 người định tập kích phía sau liên quân bị đá tảng dăng đến đè chết ngay tại chỗ, ước chừng là 7-80 người. Số khác mặc dù may mắn không có chết, nhưng mà cũng đã bị thương, sau đó lại thêm đất đá dư chấn đè lên làm chết khoảng 50 người. Hiện tại may mắn còn sống sót không đến một nửa, hơn nữa cũng không thiếu người tàn tật. Ngoài ra cũng không thiếu người bởi vì trọng thương, sau đó thêm tuyết băng đè lên, không có ngoi ra được, vẫn còn ở phía dưới dùng dãy gượng sống. Mà giờ phút này cái đám người thật là giấc giả, bò lên trên, đều ai nấy cũng đã bị thương tổn, lấy đâu ra sức lực mà đi cứu họ. Cho nên, những người đó có vẻ chẳng khác chết là bao, dù sao khẳng định là không thể sống nổi. Cao thủ có thực lực mạnh nhất của tiêu gia là tiêu gia lão đại tiêu hành dân, run run tìm kiếm. Khi mà nhìn thấy thảm cảnh trước mặt thì mặt mày kinh sợ. Nhưng mà lúc lão quay đầu nhìn lại thấy phong tuyết ngân thành xa xa đột nhiên ha hả cười như điên <cười> thật hay tiêu gia của chúng ta không chiếm được chẳng lẽ hàng gia của các ngươi có thể vĩnh cửu chiếm giữ sao rốt cuộc cũng đã không còn <laughs> quỷ đi cũng là tốt thôi quỷ được thì tuyệt diệu tất cả mọi người vỗ tay đi thật là đúng lúc không còn phong tuyết ngân thành của các ngươi nữa thật là thích mà lão gào lớn nhảy lên như con choi choi, rống to thật là giống gã điên kỳ thật thì kể cả tiêu hành dân cũng không có nghe được chính mình đang gào lên những điều gì nhưng lão lại như đang lên đồng giống như mất hết thần trí điên cuồng rống to kêu lớn vị này có thể nói suốt đời bày mưu tính kế quyết chí tìm cách mà đoạt địa vị thành chủ quá là kiêu hùng một đời nếu như lão không phải bất hạnh gặp phải quân mặt tà Lão vô cùng có khả năng thành công, nhưng dẫn khí của lão rất xấu liên gặp trúng sát tinh của đời mình. Điều đầu tiên bị quân đại thiếu gia hủy hoại con cháu, phí đi chặt trai, tính toán ép chết em ruột. Vừa rồi lại do quân mặt ta sắp đặt mà tự mình ra tài chết hai người em ruột nữa. Hơn nữa, ngay lúc gần thành công nhất thì tâm quyết cả một đời đột nhiên bị hủy hoại trong chốc lát. Tinh thần đồng thời liên tiếp bị đạt kích sớm làm cho lão không chịu nổi gánh nặng cứ chịu đả kích liên tục hết đợt này đến lần khác đã khiến cho lão sụp đổ rồi hiện tại thấy ngân thành coi như mục tiêu phấn đấu cả đời của mình chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một đống gạch ngói dụng rốt cuộc nhìn không được cho nên thần trí có một chút bất thường không có bất cứ người nào nhúng tay vào tất cả tâm quyết của lão tất cả thân nhân tất cả lý tưởng vì mục tiêu cùng với tất cả âm mưu tính toán đều bị quỷ trong tay của một người quân mạc tà tiêu hành dân đã trừ xong tiêu hành dân của hôm nay không bao giờ là người đa mưu túc trí bày mưu tính kế độc đáo như trước kia nữa tâm linh gửi gắm suốt đời của lão hoàn toàn tan rã rồi hoàn toàn đi đứt nhìn tiêu hành dân bị sốc đang cười to hoàn toàn không còn nửa điểm phong độ của cao thủ quyền công mấy cao thủ chí tôn thượng thừa của Tam Đại Thánh Địa, phụ trách giám thị tiêu gia, đều yên lặng nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Mắt thấy cả một đám người, ai nấy, đều giống như là gà dịch bị thiên lô dán làm cho đần độn. Mấy người này nhất tề thở dài một tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, 10 cao thủ chí tôn Tam Đại Thánh Địa có quyền công tương đối sâu xa đã khôi phục trước hết. Mặc dù trong đầu vẫn còn ong ong, nhưng mà ít nhất có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện của nhau để hai người ở chỗ này những người khác đều đến xem một chút đi không biết cái bên tôn giả như thế nào hy vọng bọn họ tám người cùng giống như sao băng bay đi nhưng mà khi vừa nhìn xuống tất cả đều như bị sét đánh trên mặt đất đột nhiên giống như mọc ra một đoạn cuối dãy núi cao khoảng trăm trượng từ cái đống đá lởn chởm thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh lao xao truyền ra còn đống đá vẫn không hoàn toàn ổn định mà đang rung rinh nữa. Bên cạnh cái hòn núi nhỏ, có mấy khe nứt thật lớn làm thành một cái vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Hiển nhiên, đều bởi vì chấn động kịch liệt mà sinh ra, nhưng mà quanh đó không có bất cứ một người nào. Tất cả cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều biến mất. Đám người đứng trước quả núi ngay ra như phỏng, nhìn quả núi cao như thế, mọi người đều lạnh sống lưng. Tình huống trước mắt thật sự rất không lạc quan, không hề nghi ngờ đám người của Mạc Tiêu Diêu hẳn là đều bị đè bên dưới đó rồi. Nhưng mà với tình trạng trước mắt thế này, đối với chuyện người cầm đầu Mạc Tiêu Diêu còn sống thì tám người cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Một người trong số bọn họ đủ giết sợ khắp hồn cũng từng bị núi lở thiếu chút nữa đè chết. Ngẫm lại, so với khi đó thì bây giờ, Nguy thế tối thiểu cũng gấp hàng trăm lần chính mình còn bị đè thành cái bộ giá như vậy mặc dù mấy cái người mạc tiêu diêu có thực lực hơn hẳn mình nhưng mà lại chưa chắc cao hơn bản thân hàng trăm lần giờ đây quả là không hay rồi thật sự không thể tin được thực lực cường đại như thế tổng cộng 500 cao thủ chí tôn thượng thừa bốn đại tôn giả mà lại chỉ trong chớp mắt liền xong đời cái này quá làm cho người ta không dám tin đột nhiên từ dưới lòng đất loáng thoáng truyền đến một chút rung động kèm theo âm thanh tựa hồ như có người ở dưới đang quy động đại trùy hung hăng nện lên mặt đất mấy tôn giả còn chưa có chết tám người đối mặt thay đổi như vậy mà không khỏi vui đến bất ngờ bắt đầu gọi họ đua nhau phục trên mặt đất giáng sát cái lỗ tai xuống nền để mà cẩn thận lắng nghe cái tiếng giang rất nhỏ kia rốt cuộc từ phương nào truyền tới để mà còn tiếp ứng từ bên ngoài cẩn thận lắng nghe một hồi, tám người đồng thời bày tỏ. Cái tiếng gõ rất nhỏ, rõ ràng từ giữa quả núi truyền đến. Nếu mà muốn cứu bọn họ thì phải chuyển đi những cái tảng đá lớn này mới có cơ hội chứ. Nhìn quả núi to như thế, tám người ngẩn ra. Những cái tảng đá được gọi là nhỏ thì cũng đã nặng đến mấy ngàn cân, còn như tương đối to một chút thì e là tới trăm vạn cân luôn. Cứ từ chỗ vết nước kia kìa, đào, đào chéo từ đó đi một người suy tính, tương đối linh hoạt trong số đó, liền đề nghị. Bảy người còn lại, nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Như vậy mặc dù là đào xa hơn, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Không dám trì quản, tám người nhanh chóng, đồng thời hành động. Ở chỗ đất nứt ra, họ chọn một chỗ ở phía dưới sâu hơn 10 trượng để khoét một chỗ, đủ chỗ để cho một người có thể đứng, sau đó bắt đầu khai quật. Tám người gần như là không cần thương lượng liền phân công xong, bốn người đào đá đất dụng, bốn người vận chuyển ra bên ngoài. Tám người đều là cao thủ chí tôn thượng thừa, này đã dốc toàn lực đào đất. Hơn nữa, tất cả đất đá tương đối xốp, cho nên tốc độ tiến triển rất là nhanh. Cùng với hai bên đồng thời dốc sức, cái tiếng gõ loáng thoáng kia trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng có thể phát hiện hành động bên dưới cũng càng ngày càng yếu ớt. Tựa hồ người dưới đó dần dần hào hết khả khí lực rồi tám người điên cuồng đào bới dốc hết sức có thể nhờ tiếng động cho những người phía bên dưới biết là mình đang định làm như thế nào đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm đen như mực không có một chút ánh sáng lúc này vừa mới nửa buổi sáng bầu trời mới sáng hẳn mặt trời vừa mới mọc làm sao đã tối sầm tám người kỳ quái đang căng thẳng đột nhiên nghe thấy bên chỗ người để lại có tiếng kêu thảm tuyệt có tiếng kêu tuyệt vọng tới cực điểm nhanh chóng có một người phụ trách vận chuyển chạy ra thò cái đầu lên. Vừa nhìn kêu to một tiếng, mặt mũi trắng bệt chạy vào, toàn thân run rẩy, nói năng lắp bắp. Trời, ôi trời à, hoàn toàn xong, xong. Cái gì mà trời ả à, mới trả xong? Bảy người còn lại, trừ bốn người vẫn đang cắm đầu đào quét, còn lại mấy người nhào nhào đến lối vào để mà xem. Sau khi mình nhìn, cả ba người ngồi phịch xuống đất, bắt đầu rên rỉ như cha mẹ chết. Hoàn toàn xong luôn. Chỉ thấy từ phía chân trời xa xa có một đàn hạt số lượng cực kỳ khổng lồ ước chừng mấy trăm con đang chỉnh tệ sắp hàng bay tới từ phía mặt trời mọc cứ đông đảo như vậy mà bay tới. Nói về cái đàn hạt cho dù là nhiều như vậy nhưng mà mấy đại chí tôn đã là cao thủ còn có thể sợ hạt sao? Vấn đề là ở chỗ, đàn tiên hạt này rõ ràng tất cả đều là củ cấp quyền thú. Mỗi một con đều là long tinh hổ mảnh, hai cánh dương ra tới bảy tám trượng, mỏ nhọn như là lưỡi dao sắc bén, móng vuốt kinh lực còn cương đại hơn thập phần. Từ cái đầu móng tỏa ra hàng quan dày đặc, trong đôi mắt cơ hồ đều bốc lên một ngọn lửa hung hãn và tàn khốc, ánh mắt cực kỳ khát máu. Cả tám vị cao thủ chí tôn trước giờ chưa từng thấy nhiều cửu cấp quyền thú như vậy cùng nhau mà hành động chỉ với cái đội hình này thôi mấy người chúng ta phỏng đoán giết được vài con rồi sẽ bị chúng xé xác nhưng như vậy cũng chưa phải là hết còn cái thứ đáng sợ hơn phía sau trên lưng của đám cửu cấp quyền hạt đều có một người dạm dở tướng tá cao lớn thô kệch giả tính ở trong mắt không ngừng lóe lên đầy vẻ hung ác vẻ mặt điều chăm chăm chọn người mà sầu xé tám người vừa nhìn thấy rõ đó không phải là người bình thường mà chính là quyền thú quá hình thành công. Còn bà nó, thế này thì còn trời đất cái gì nữa, làm sao mà nhiều giấy chứ? Thế này cũng không tính là bậy bạ nha, không tin nổi, ngay cả mặt trời cũng chống cự nổi. Chương 731 Tuyệt Dòng Từ bốn phía Đông Tây Nam Bắc, đội ngũ mà thú dày đặc phô thiên cái địa kéo đến dồn lại một góc đội ngũ quyền thú, lực lượng quân gia. Tám người đang đào đất, ánh mắt đâm đâm, nhìn chăm chú vào cảnh tượng hùng tráng ở trên bầu trời, đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh chạy từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu, một mạch chạy xuống đến hậu môn rồi ngồi phịch xuống đất. Cả đám ngẩn ngơ, đông dạng đặt cái mông ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này tám người có chung một suy nghĩ, triệt hồi quyền công phòng hộ rồi đập đầu vào thạch bích để mà tự sát còn hơn. Còn đánh, đánh cái rắm, cái đội ngũ khủng bố như vậy, chúng ta ngay cả làm đồ ăn cũng không đủ nhét kẻ răng cho chúng luôn. Đối phương quân kỹ nghiêm túc, thực lực dạng toàn, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh khí thần đều đỉnh phong, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất mà đánh đến. Sức chiến đấu lớn nhất, mạnh nhất vẫn còn bị chôn ở trong lòng đất rồi cho dù có thành công ngoi lên được cũng khẳng định là toàn thân thương tích, sức lực cùng kiệt thôi. Trực tiếp mà nói, không có nửa điểm hy vọng mà mong đợi. Hoàn toàn giống như là quả phụ mà lại mất đi đứa con duy nhất, không có nửa điểm trong cậy vào. Ngay lúc bác đại chí tôn cao thủ, lâm vào thời khắc cực độ tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy quanh một tiếng. Lúc trước, trong ngoài cùng hợp lực, làm cho đất đá cản trở được, giảm bớt hơn rất nhiều tám người này mặc dù đánh mất tin tưởng cũng đình chỉ hoạt động nhưng mà người bên trong dùng sức lực cuối cùng quyết chí vượt qua sinh tử mang niềm tin cầu sinh bạo phát lực lượng cuối cùng thông đạo đã được thông mạc tiêu diêu cùng với đám người cuối cùng đã nhìn lại được ánh mặt trời mà bên ngoài tám đại cao thủ chứng kiến hiện trạng của mạc tiêu diêu cùng đám người không có bất cứ người nào mang sắc thái vui mừng nếu là một khác trước Mọi người liên động thủ mà ra, không thể nghi ngờ mang đến một tia hy vọng to lớn, nhưng mà vào lúc này, cảm xúc tuyệt vọng không hề giảm đi mà so với lúc đầu lại càng ảm đạm hơn nữa. Ngay cả ngươi, trước kia thân phận cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chiến tích có bao nhiêu quy hoàng, giờ phút này ngươi chỉ là một người mắc nạn, một người từ đầu đến đuôi là thất bại, là một kẻ yếu tiêu dao tôn giả, mặt tiêu diêu, một thân máu đen, khóe miệng trướng máu, trên mặt nhiều chỗ máu ứ động, tóc ở trên đầu cũng có nhiều chỗ bị máu tư dính vào. Một thân quần áo vô cùng thê thảm đến không nở nhìn vào, không còn một chút khí độ phong phạm của trước kia. Nhưng so sánh ra mà nói thì tiêu gia tôn giả vẫn còn xem như người bị trúng thương dẹ nhất trong cả đám. Trên dưới 100 người đi sau đều không ngoại lệ, mỗi người giết thương chồng chất, sắc mặt trắng xanh, há hốc mồm để mà thở, càng không ít người tay chân què cục, tàn tạ bò ra. Những người này vẫn khí vốn đang tính là không tệ, cố gắng tự mình đào trên mặt đất một cái động lớn để mà dung thân tị nạn. Cuối cùng mà có thể như thế tránh qua được một hồi hạo kiếp. Nếu như không có mấy phần may mắn thì khó mà làm được như vậy. Hoặc là bởi vì trong lúc gian nan khủng khiếp bỏ chạy làm cho bọn họ mất hết khí công còn lại hoặc sau đó mọi người bên trong phát hiện ra một tầng dạng niên quyền băng cho dù là những tảng đá lớn cũng không khiến cho các tôn giả chí tôn thượng thừa tuyệt vọng như vậy nhưng mà cái tầng quyền băng đó đủ cứng rắn so với tảng đá còn cứng rắn hơn rất nhiều cái này cũng làm cho bọn hắn sống ở dưới thời gian quá lâu thiếu chút nữa một đám đã chết rồi hơn nữa, lúc trước đồng lòng, chống cự núi rơi xuống, rồi kế tiếp là chấn động, nện vào, sau đó gần như là chịu sức ép vô cùng vô tận, làm cho cả nhóm người, đồng đến hiếm có, hàng mấy trăm cao thủ hàng đầu đều bị tiêu hao một thân quyền lực, tới bảy tám thành, thật sự là rất thảm. Lúc trước, trốn đi vào gần 300 người, hiện giờ có thể sống sót không tới 100 người. Những người khác đều chôn xương dưới đất, còn những người mà gắn gượng thoát ra cũng đều là mỗi người mang thương tích, sức cùng lực kiệt. Mà Tiêu Diêu cùng với Cố Thanh Dân, Tiểu Thiên Nhai vừa mới xuất hiện ở lối ra, một lần nữa hít thở không khí tươi mới. Tinh thần vừa mới phấn chấn, lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân lạnh lẽo đến ngay người ra. Bọn hắn bây giờ thân là tứ cấp tôn giả, cho dù là chiến lực chỉ còn hai thành, cũng miễn cưỡng tương đương, nhưng mà đối phương lại đều đã được nghỉ ngơ dưỡng sức, lại dùng đại binh mà áp chế đánh cái trận này làm sao có thể nghĩ tới được nữa hoàn toàn không cần phải đánh đâu miễn cưỡng ra tay chỉ tìm lấy ngược đãi cùng với răng nhục mà thôi đám người mai tuyết yên dưới sự sắp xếp quân du ý dựa theo thời gian quân mặt tà chỉ định mà tới nhưng mà đại quân vừa mới đi được của nửa đường kiếm phong cao ngất sụp đổ làm cho tám phần phi hành quyền thú sợ tới mức chào đảo rơi xuống một loạt luôn sau đó gần như là bị tuyết lỡ chôn sống May mắn khoảng cách quá xa cho nên chỉ gặp tuyết lở nhỏ mà không có nguy hiểm lớn. Với thực lực mạnh mẽ của mọi người cho nên còn chống đỡ được mà không có hao tổn. Nhưng mà như thế mọi người cũng sợ cho đến mặt mũi trắng xanh, nuốt nước bọt ưng ừ ực. Ừ. Mai Tuyết Yên cùng với sở gấp hồn đều rõ trong lòng. Kiếm phong kia chính xác kiếm phong đã sụp đổ. Lời thề của Đông Phương Tế Gia đã phá rồi. Lời thề không thể phá quỷ cuối cùng đã tàn biến. Tin tưởng rằng quân mặt tà thì ở trên đời này không ai có khả năng làm được điều đó. Nghĩ đến, thậm chí biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác. Khi mọi người chứng kiến cái quả núi khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, ngay cả người có chuẩn bị tâm lý mà vẫn còn không tự chủ được thấy sống lưng lành toát. Đứng trước quả núi khổng lồ như thế, cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, vậy mà quân mặt tà lại có thể làm cho cả quả núi sụp đổ. Chuyện như vậy làm cho không ai có thể tưởng tượng được. Chấn động hồi lâu, quân vô ý bỗng thấy cần phải thay đổi lại sắp xếp ban đầu, đem toàn bộ quyền thú cùng cao thủ, phân bảy đội từ bốn phía đánh vào, hình thành thế trận thiên la địa võng bay tới. Kết hợp cùng với chiến thư quân mặt tà, quân vô ý nhảy mắt hình thành sách lược mới, vô cùng kính kẻ kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đoàn người hạ xuống một lúc, chia binh làm hai đường, quân gia dây đánh bên ngoài, ưng bắt không, phong quyển dân, quân vô ý, tư không ám giả, đoan mộc siêu phạm. Đoan mọc siêu phạm cùng chỉ đồng phương tam kiếm thì hướng về tiêu gia mà chạy tới. Mai Tuyết Yên thống lĩnh toàn bộ thiên phạt chiến lực, đem toàn bộ đám người của mặt Tiêu Diêu dây khốn xung quanh, đến giọt nước cũng không lọt qua đối mặt với quân gia chiến ý hừng hực ép tới đám người của tiêu gia lộn xộn thành một đám hai chân mỏi nhừ rung lẩy bẩy mà té trên mặt đất bọn chúng mất đi cái dũng khí mà chống cự cuối cùng rồi quân mặt tà ở trên không quan sát một hồi xác định không có con cá nào lọt lưới hay là chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc này mới từ từ hạ xuống lúc trước hắn một mực trên cao giám thị nếu mà quả thật có người nhân cơ hội thừa nước đục thả câu hắn sẽ ngay lập tức điều nhân thủ của hắn chặt cái đầu của đối phương xuống. Quân gia bọc đánh bên kia kết cục đã định, tiêu gia mọi người đã tan rã ý chí chiến đấu rồi. Cơ bản trực tiếp chính là thúc thủ chịu trói, không còn nguy hiểm. Đám người mạc tiêu diêu tuy rằng thân chịu trọng thương, chiến lực kỳ quệ, nhưng mà cả đám lại lộ rõ khí chất của cường giả ngoan cố chống cự. Nếu để chiến lực bộc phát điên cuồng, thật sự cũng sẽ xuất hiện thương trong đáng kể mặt tà, hào hết tâm tư, bay ra cái cục diện bây giờ, chính là muốn tránh cho việc xuất hiện thương vong. Nếu dưới tình huống này mà còn xuất hiện tổn thất, thậm chí là trả giá đắt, quân đại thiếu gia sẽ phi thường mất hứng. Mày tôn giả, thật là hảo thủ đoạn. Mạc tiêu diêu, hò khang hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mang theo cả bụng đất, tơ máu, còn dương trên miệng, khuôn mặt xám trắng, cười lạnh nói âm mưu quỷ kế như thế. Quả nhiên, ngươi cũng nghĩ ra được, bội phục, bội phục. Không dám, thủ đoạn như vậy, so sánh với bên Tam Đại Thánh Địa đủ loại cao thâm phương pháp, bất quá cũng chỉ là gặp sư phụ mà thôi. Mặt tôn giả quá khen, mày tuyết yên, không mặn, không nhạt nói. Nàng, một thân tuyết y trắng, cùng với mặt tiêu diêu, giờ phút này chật giật, vừa lúc đã hình thành một cảnh so sánh, như trời với đất chân chính cao thấp rõ ràng. Rõ rệt, tặng chiên thư, ước định quyết chiến, lại âm thầm, đùa giỡn như thế này, thú đoạn hèn hạ, chờ sẵn đêm ám toán ta, đồ lật lộng. Mặt tiêu diêu, ánh mắt bi thương, quét qua nhìn lại nhân thủ bên mình, cả thân đều trung rẩy Mai tôn giả, ngươi còn có thể là thiên phạt đứng đầu chúng thú, cả một đời bá chủ sao, bản thân của người thấy phương pháp như thế phù hợp với thân phận của người đứng đầu thiên phạt sao? Thiên phạt đứng đầu như thế nào? Bất quả cũng là đối tượng bị nhóm người của Tam Đại Thánh Địa các người đủ giết mà thôi. Mặt tiêu diêu, hiện giờ tình thế nghịch chuyển, tại sao toàn bộ cái xấu lại thành của ta? Còn không phải nói sao, còn có ý nghĩa gì sao? Giờ phút này, mặt tiêu diêu, quả thật bi phẫn, chỉ muốn tự sát thôi ra khỏi tam đại thánh địa tổng số khó khăn lắm mới được gần 600 người. Lần này Kiến phong ngoài ý muốn đã sụp đổ không sai biệt lắm, đem 500 người đè chết bên dưới, còn thừa không đủ 100 người. Thật là trầm trọng, đã kích. Chân nhân như là mạc tiêu diêu cũng có một loại cảm xúc mãnh liệt muốn tự sát ngay tại chỗ. Tam Đại Thánh Địa toàn lực đã trải qua một cái trận này chợt tổn thất một phần ba Sắp đến đoạt thiên chi chiến Biết ứng phó thế nào đây Hiện tại Mạc Tiêu Diêu Cũng không có giải giờ tốt đẹp Lão quả thật thiệt tình Chân ý lo lắng an nguy trên đại lục Lúc trước vào thời gian Tam Đại Thánh Địa thực lực hùng hậu Chính bọn hắn chưa bao giờ Cho rằng là đoạt thiên chi chiến xảy ra Ngoài ý muốn gì Thậm chí tự bản thân cảm giác Cái loại lực lượng này thật là khổng lồ Không có chút gì xem trọng Ngoại tộc hỗn tạp cho nên mới suy nghĩ mê muội nhắm vào thiên phạt, thực hiện tham vọng của chính mình, quét sạch bên trong rồi mới thôn tính bên ngoài. Trước tiên đem thiên phạt diệt trừ đi, thậm chí bắt tù binh dương thú đem về làm giặc cởi, săn bắt quyền đan để mà tăng chiến lực của bản thân, sau đó tập trung lực lượng ứng phó với đoạt thiên chi chiến. Đại công quan Vinh cứu vớt nhân loại lúc mà an nguy, một mình mình chiếm hết, đồng thời rửa sạch câu nói sỉ nhục từ dạng năm trước, đoạt thiên chi chiến, thiên phạt đứng đầu. Nhưng mà trước mắt, Mạc Tiêu Diêu thật sự hối hận. Sự tình, sao không thể để sao đoạt thiên chi chiến? Hiện tại, Mạc Tiêu Diêu suy nghĩ, không phải là về chuyện sinh tử của phe binh mình nữa. Ngược lại, lão chỉ nghĩ sau khi quân mình chết hết, thì đoạt thiên chi chiến còn có thể thắng sao chứ? Chương 732, Nhẫn Nhục Nếu mà không thể thắng, Vậy thì khi mà dị tộc xâm lấn, đại lục rơi vào trong tay giặc, dân chúng bị giết hại, trăm họ bị kiếp nạn, đủ mọi loại khổ nạn, chẳng phải đều là lỗi của Tam Đại Thánh Địa sao? Huống chi việc đối phó với thiên phạt lại do Tam Đại Thánh Địa ra tay trước. Nói cái gì cũng không nên đổ vào đầu của thiên phạt chứ. Thậm chí nếu dị tộc xâm lấn thật, thì thiên phạt chúng thú vẫn có không gian sinh tồn, không có bất cứ biến cố gì thế lực nào có thể xâm lấn thiên phạt xâm lâm. Từ trước đã như thế, hôm nay cũng như thế, sau này cũng là như thế. Cục diện ngày hôm nay, tiếng không tiến được, đánh, đánh không lại, trốn càng không trốn thoát. Mặt tiêu diêu, quay đầu lại, nhìn về cái đám thuộc hạ bộ dạng tuyệt vọng cùng không cam lòng ở phía sau. Đột nhiên cắn chặt răng, ứng ngực, tiến về phía Mai Tuyết Yên, dáng vẻ kiên quyết, trầm trọng khuôn mặt toát ra vẻ bi tráng, ánh mắt nóng bỏng, tỏa ra từng ngọn quả diễm. Mạc Quỳnh, ngươi làm cái gì? Thân hình của cổ thanh dân chợt hiện ra ngăn trước mặt của lão. Vị mang quan tôn giả, cũng trong tình trạng chật chật, không chịu nổi, khuôn mặt thê lương, giống như lệ quỷ. Mấy vị tôn giả này, đại khái trong cuộc đời dài dằn dặc của họ, cho dù gian nan nhất, chán nặng nhất, cũng không bao giờ bị chật vật như hiện giờ. Màu, tránh ra lão phu muốn đi cầu xin tha thứ mặt tiêu diêu tóc đen bay tán loạn trên mặt mặc dù là tràn đầy sỉ nhục nhưng mà vẫn có một chút sáng lạn cái gì cầu xin tha thứ à cổ thanh dân kinh hãi hô lên quả quyết nói mạc huynh nhân sinh trong thiên địa sao lại không có ngạo khí tại sao không có cốt khí về chứ ta là nam nhân đổi trời đạp đất chết thì chết Tại sao có thể khúm núm cầu xin để mà kéo dài ngày tàn mệnh chứ? Thành danh cả trăm năm của ta và ngươi làm sao có thể không coi trọng? Coi như là chết đi cũng không là một kẻ tham sống sợ chết, thê thảm kéo dài một chút hơi tàn. Đánh rắm, lão tử là người sợ chết sao? Nhưng mà nếu như người chết, ta chết, đoạt thiên chi chiến phải làm sao bây giờ? Nếu như bởi vì chúng ta chết cả mà bị thua cái trận đó ai có thể gánh cái trách nhiệm này chứ? Nơi này còn có 84 người, chỉ cần chúng ta có thể trở về, cũng có thể gì đoạt thiên chi chiến, cống hiến bốn vị tôn giả, 80 chí tôn thượng hạng. Nếu mà chúng ta đều chết ở đây, thì có tác dụng gì chứ? Mạc tiêu diêu phẫn nộ gặp lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, cùng dẫn chút lệ quan. Là một người tung hoành thiên hạ, tôn giả cấp 4, có thể mạnh mẽ làm ra quyết định như vậy không nghi ngờ gì so với cái chết còn khó khăn hơn gấp trăm lần nhưng mà hiện tại mạc tiêu diêu không có sự lựa chọn nào khác lão có thể chết càng không hề sợ chết nhưng mà không thể chấp nhận việc mình trở thành tội nhân của quyền quyền đại lục có thể chết trận có thể bị người khác giết có thể hại người có thể bị người hại nhưng mà giờ cách này lão không thể chết ít nhất là mọi người không thể chết toàn bộ bởi vì đoạt thiên chi chiến chính là từ khi đã bắt đầu tiến vào độn thế tiên cung liên thành một mục tiêu phấn đấu suốt đời rồi cho nên đến lúc này vô luận thế nào lão cũng phải nhẫn nhục để mà sống sót chính vì phấn đấu đạt đến mục tiêu của lão nhìn mặt tiêu diêu khó khăn đi từng bước một về phía bên kia hai chân tựa hồ có đeo ngàn cân cổ thanh dân đột nhiên đứng lặng lão cảm thấy hốc mắt nóng lên suýt nữa đã chảy lệ ra rồi lão không có nói gì thêm cuối cùng yên lặng theo sát phía sau của mặt tiêu diêu với những bước chân kiên quyết đi tới như vậy mai tuyết yên nhìn bốn người đi tới nhưng mà lại rõ ràng không cảm nhận thấy đối phương có chút chiến ý thì trong lòng khó chịu nhưng quân mặt tà đứng một bên cũng là thấy trong lòng chấn động đầu tiên thì nghĩ chẳng lẽ bọn họ đến xin đầu hàng hả xin tha thứ sao nhưng mà nghĩ lại càng cảm giác thấy không có khả năng thế giới này làm gì có chuyện nộp vũ khí đầu hàng không giết chứ còn nữa bốn người trước mắt này đều là người thật cương giả cấp bốn thứ thiệt kém cỏi nhất cũng là cương giả cấp hai tin tưởng một vị cao thủ tôn giả bình thường nhất cũng tuyệt không có tiết mệnh mà ăn nói khép nép sinh giữ mạng sống người giang hồ từ trước đến giờ vẫn coi danh tiếng của mình còn trọng yếu hơn cả sinh mạng nhân vật quyền cao chức trọng, tung hoành vô địch giống như là Mạc Tiêu Diêu, làm sao sẽ xin cầu tha thứ chứ? Mai Tôn Giả, Mạc Mổ lần này đến đây, đại bại thiệt thòi, trận chiến này chúng ta đã thua, chúng ta thừa nhận thất bại. Trên mặt mạc, mạc Tiêu Diêu đầy vẻ đau buồn nhục nhã sâu sắc, trong mắt mang theo một vẻ không cam lòng, bi thương mãnh liệt, nhưng mà vẫn cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Mai Tuyết Kiên. Mạc tôn giả mở miệng nhận thua cũng là ngoài ý muốn của bản thân nhưng mà liệu tất cả tôn giả bên dưới đã có thương lượng ánh mắt mai tuyết yên lạnh lùng nhưng mà nói lời khiêm nhường mà tiêu diêu do dự một hồi lâu khóe miệng giật một cái trên gương mặt đầy thê lương môi run run dài cái anh hùng mạc lộ thế này lại còn cảm giác khúm núm là một vị cường giả của một đời đột nhiên thấy trong lòng chua xót không nói nên lời Mai Tuyết Yên cùng với quân mặt tà nhìn lão đột nhiên kinh ngạc phát hiện một cái chuyện mái tóc của sinh tử tôn giả Mạc Tiêu Diêu đã hơn 300 năm đều luôn đen nhánh như mực nay trong một khắc ngắn ngủng lại có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ biến thành màu xám trắng trước sau chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp tóc của Mạc Tiêu Diêu thay đổi thật lớn có thể thấy được sự thống khổ và hành hạ trong lòng của lão giờ khắc này thật sự khó có thể nói rõ rồi. Cầu xin tha thứ, cho dù là một đám lưu manh đầu đường xó chợ, đánh thua cũng có rất ít kẻ cầu xin tha thứ. Đối địch với nhau không phải là người chết, chính là ta dòng. Thắng sinh bại tử từ xưa như thế, đương nhiên giết chết kẻ địch có quy hiếp với mình vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà tiêu diêu, khó khăn nuốt một ngụm, môi rung rung, tựa như đèn sắp tàn trong gió, nhưng mà vẫn nhìn không chớp về phía Mai Tuyết Yên. Hiện tại chúng ta đã bại rồi, lại không còn sức để mà đánh trả. Sự sống chết của chúng ta nằm trong tay của Mai Tôn Giả, bọn ta chết không tiếc. Ánh mắt của Mạc Tiêu Diêu bỗng nhiên mờ đi, tựa như cố giải thoát mà khàn khàn kêu lên. Nhưng mà hiện tại Lão Phu đến đây chỉ là muốn hỏi Mai Tôn Giả một câu thôi. Liệu có thể để cho đám người Lão Phu một con được sống hay không vậy? lão nói những cái lời này liền nhắm mắt đứng như vậy cũng không nói thêm một câu nào nữa tựa hồ trong lúc đó lão đã quá thành một pho tượng rồi từ trong hốc mắt chậm chậm chảy ra hai dòng lệ trong suốt trên gương mặt nhẵn nhụi nhưng mà dường như vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện những cái nếp nhăn ngang dọc trên mặt lão giờ khắc này quân mặt tà cùng với mai tuyết yên cơ hồ không thể tin được những điều mà tai mình nghe thấy cầu xin tha thứ. Một vị tôn giả cấp 4 ở trước mặt của mọi người luôn mồm cầu xin tha thứ. Nếu quả thật so sánh với trời sụp thì còn làm cho người ta khó tin hơn. Một lúc đầu Mai Tuyết Yên lắc đầu nhìn mặt tiêu diêu nặng nề hỏi. Tôn giả nói như vậy thật là ngoài dự đoán của bản tôn. Nguyên nhân bên trong có khả năng là gì đoạt thiên chi chiến sao? Cho dù lý do là cái gì Hôm nay, Lão Phu cũng chỉ là khất mệnh, chỉ cầu có thể sống lâu hơn 2 năm là được rồi. Mạc Tiêu Diêu nhắm mắt lại, ngửa đầu, môi run rung, sắc mặt trắng bệch lại nói từng chữ. Sao đoạt thiên chi chiến, nếu như mấy người Lão Phu may mắn không chết, không có đem mệnh để lại đỉnh thiên trụ, như vậy ác sẽ đến thiên phạt xâm lâm, tự dẫn trước mặt của Mai Tôn Giả, đem tàn mệnh này trả lại cho Mai Tôn Giả. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt tim đập loạn nhịp. Giờ khắc này nàng thật sự không biết nên phản ứng thế nào nữa. Ngay cả người từng trải phong phú như nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt lại gặp phải tình huống này. Trước khi mà đến, cái gì cũng đã chuẩn bị đều làm tốt. Tử chiến ư, đánh rắn dập đầu sao? Thậm chí đối phương liều mạng tự bạo cũng đều có cách đối phó. Nhưng mà Duy độc nhất không nghĩ tới sự tự tôn của mặt tiêu diêu mà lại đi cầu xin tha mạng. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Phải biết rằng Tam Đại Thánh Địa luôn biết Mai Tuyết Yên chỉ là tôn giả cấp 2 đỉnh phong. Mà ngay cả mặt tiêu diêu sau khi tới đây mới biết được Mai Tuyết Yên không biết làm sao mà đột nhiên đột phá cảnh giới tôn giả cấp 3. Cho đến nay vẫn không biết Mai Tuyết Yên đã lại đột phá lần thứ hai mà Mạc Tiêu Diêu cũng là một vị tôn giả cấp 4, tôn giả cấp 4 đích thực nếu như với trình độ lúc trước, so sánh thì gần như là một vị cường giả chí tôn, cầu xin một vị cao thủ thiên quyền tha thứ. Đây quá là một chuyện quá mức quan đường. Trước một khắc, vẫn còn định đánh nhau một chết một sống, hiện tại lập tức cầu xin tha mạng. Điều này đòi hỏi phải có một tâm tình như thế nào, dũng khí cao tới đâu, đây là chịu nhục đến giường nào. Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến, thì cái loại người kiêu ngạo, như là mạc tiêu diêu, làm sao mà làm được cái chuyện này, mà vì đoạt thiên chi chiến chịu nhục, lại là vì an nguy của đại lục, vì thiên hạ sinh linh. Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ cái điều này, đoạt thiên chi chiến cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng, cho nên nàng có thể lý giải thật sâu sắc Mạc Tiêu Diêu lúc này, cho nên giao giờ khắc này nàng đã bị chấn động thật sâu. Vì đoạt thiên chi chiến, Mạc Tiêu Diêu có thể hy sinh như vậy, đem danh tiếng khổ cực, Giữ gìn 300 năm quý hoại trong chốc lát, như vậy chính mình sẽ còn không tha thứ? Chính mình cho tới bây giờ đều là coi trọng trách nhiệm đối với đoạt thiên chi chiến cao hơn cái chuyện khác, càng là mục tiêu phấn đấu của mình kiếp này mà. Cho dù Mạc Tiêu Diêu sau này tráo trở, mình không thể cự tuyệt. Chậm đã, quân Mạc Tà lạnh lùng mở miệng. Mạc Tiêu Diêu tiêu giao tôn giả ngươi cho là lấy danh nghĩa đoạt thiên chi chiến lấy thiên hạ đại nghĩa khó khăn trăm họ để mà gian cầu tha cho thì chúng ta liền bỏ qua cho ngươi sao thậm chí cảm động đến khóc róng tuôn cả nước mắt cung tiễn cái đám tàn binh bại tướng các ngươi rời đi sao những lời này tựa hồ là một cái kim cực sắc bén châm vào lòng của mạc tiêu diêu mạc tiêu diêu toàn thần đào đớn giật giật, trên mặt có một chút co lại nhưng mà không nói gì ngươi cho là vì ngươi phải chịu hy sinh như vậy, chúng ta đương nhiên để cho ngươi một con được sống. Nhưng thật sự, có phải như thế sao? Quân Mạc Tà nói tràn đầy lạnh nhạt. Mạc Tà, sự tình liên quan đến đoạt thiên chi chiến, tất cả ân quán đời thường chỉ là tiểu tiết. mà Tôn Giả, như vậy là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai an nguy của đại lục, tâm tình của hắn ta có thể biết. Mai Tuyết Yên lo lắng nói. Nhưng ta không thể biết các lão già nói chuyện sao mà nữ nhân lại đi chận họng vậy. Đứng qua một bên cho ta. Quân mặt tà không đổi nét mặt trầm giọng trách nàng. Hắn tiến lên trước một bước rồi mới đứng hàng đầu trước mọi người. Trường 733, lương thiện là có tội sao? Thiên phạt chúng thú, tức thời bái phục sát đất. Tỷ phu của chúng ta thiệt là bào hãng luôn. Đại tỷ bá đạo như vậy mà cũng bị quát như thế, thật là xuất sắc luôn, không phục sái cổ luôn. Mai Tuyết Yên mặt trắng bệch, trong mắt không nhịn được trỗi lên một tia phẫn nộ. Nàng không bực mình quân mặt tà đối với nàng không khách khí, mà giận hắn tại sao không thèm để ý đến thiên hạ chúng sinh. Mặt tà, ngươi sao có thể như vậy được, vì đoạt thiên chi chiến, cần phải tính toán những cái chuyện hơn thua cá nhân sao? Mai Tuyết Yên thở dài, nén giận nói, mặt tôn giả đã hy sinh như vậy, chúng ta lẽ nào không lấy mạng của hắn thì không được sao? Thật sự có ý nghĩa gì? Đúng là lòng dạ nhân từ của đàn bà. Lúc trước ta đã nói với nàng, đứng tránh qua một bên, nàng không nghe sao? Quân mặt ta tức giận nói, nếu không phải bởi vì đoạt thiên chi chiến, độn thế thiên cung mười vị chí tôn, liệu có khả năng gây cho nàng thân chịu trọng thương một trăm năm không lành sao? Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến, tam đại thánh địa dám đối phó nàng không? sớm đã biết bao nhiêu người chết dưới tay của nàng nếu không phải vì lợi dụng lòng quan tâm đến đại cục của nàng bọn chúng dám không hả dám không hết lần này tới lần khác đều là bởi vì cái thứ gọi là đoạt thiên chi chiến mà nàng cứ phải chịu thiệt thòi vậy quân mặt tà cười lạnh một tiếng rồi mới nói mà lần này cầu sinh tha thứ lý do cư nhiên vẫn là đoạt thiên chi chiến ta hỏi nàng nàng rốt cuộc muốn chịu thiệt thòi đến bao giờ mới tỉnh đây thử hỏi một câu, nếu như giai diễn đổ cho nhau, nếu như kẻ đang gian này là bản thân của nàng, nàng nói đi, những cái kẻ tam đại thánh địa này có bỏ qua cho nàng không? Có khi nào mà nhờ đoạt thiên chi chiến mà nàng được sống tiếp không? Ta đương nhiên có thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng mà lần này lại không giống. Mai Tuyết Yên gấp rút phân tích, ta có thể cảm giác được tâm ý sinh tử chí tôn thật sự là mười phần thế thì sao, dẫu thế chẳng có một chút bất đồng nào. Quân mặt tà lạnh lùng nói, bởi vì một lần này bọn họ vẫn đang lợi dụng sự quan tâm cho đại cục của nàng. Ta chưa hề phủ nhận lần này mạc tiêu giao chính là thật lòng vì đoạt thiên chi chiến, chân chính vì thiên hạ chúng sinh. Tâm ý của hắn không chỉ một mình nàng cảm nhận được, ta cũng có thể cảm thụ được thành ý của hắn toàn là mục đích chân chính. Nhưng mà đây không phải là lý do mà chỉ cần bọn họ cầu xin chúng ta liền bỏ qua. Nàng hiểu không vậy? Đây là tranh chấp đầu tiên từ lúc Mai trước Yên biết quân mặt tà lại là một hồi tranh chấp nghiêm trọng. Quân mặt tà, ngươi lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chúng ta hiện giờ tuy suy sút nhưng mà ngươi không thể nhục mạ tùy ý. Cổ thanh dân nghiến rằng gân xanh trên quyệt thái dương giật giật, phẫn hận đến cực điểm ta trước giờ vẫn là một kẻ tiểu nhân trước giờ có bao giờ phủ nhận đâu nhưng mà các ngươi là quân tử sao quân mặt ta lạnh lẽo nhìn hắn ta chỉ hỏi ngươi một câu mà tiêu diêu không cần phải làm ra cái khổ đại thù thâm phải chịu nhiều quỷ khuất như thế ngẩng đầu lên đi mở to mắt ra cả đời khó mở miệng nhất cũng đã nói ra rồi lẽ nào vẫn không dám mở to mắt nhìn kẻ của đại quyền sinh sát ngay trước mắt sao mặt tiêu diêu mệt mỏi mở mắt đẩy mắt hàm chứa sự nhục nhã ê chệ lạnh giọng nói người muốn hỏi cái gì người hỏi đi lão phu rửa tay cung kính lắng nghe ta chỉ hỏi người một vấn đề đơn giản trong mấy năm gần đây độn thế thiên cung đối phó với thiên phạt mai tôn giả phải chăng trước đến giờ đều lợi dụng yếu điểm về quan niệm đại cục của mai tôn giả rõ ràng biết mai tôn giả vì đoạt thiên chi chiến không có hạ sát thủ cho nên mới dám ra tay rất đơn giản có phải không đáp án bất quá chỉ là có hay là không hai chữ cho ta một đáp án rõ ràng có gương mặt trắng bệch của mạc tiêu diêu xuất hiện một tia xấu hổ nhưng mà câu trả lời của hắn không hề do gì chút nào sự thật chính là như vậy bọn họ vốn trước nay đều lợi dụng lòng lương thiện của mai tước yên lần này tới lần khác nhắm vào nàng nếu như không phải là mai tôn giả là một ma đầu không diệt ác nào không làm một thiên phạt dương giả không có một chút cố kỵ nào các ngươi dám làm thế không quân mặt tà tiếp tục hỏi không dám nhưng mà nếu như chúng ta hoàn toàn có thể nắm chắc liên nhất cử tiêu diệt nàng mà tiêu diêu thở ra bởi vì nếu như nàng hoàn toàn không để ý mà phát động quyền thú triều tấn công đại lục sẽ là một tai nạn toàn đại lục bởi vậy nếu là như thế Liên phải thận trọng tính toán Tiếc là nàng ta không phải May mắn nàng không phải Mai Tuyết Yên đau khổ khép mắt Lúc trước sớm đoán được Cái nguyên nhân thế này Nhưng mà lúc này đây nàng chính tay nghe đương sự Thừa nhận sự thật Lại có một cảm giác đau khổ Như dạng tiễn xuyên tâm Đau lòng vì những cái chuyện Nàng làm đều thật không đáng Thì ra cái lý do những chiến hữu lúc trước Đối phó với nàng cư nhiên là vì nàng quá thiện lương. Chính cái sự thiện lương, lòng quan tâm đại cục của nàng đã cho phép bọn họ không hề e ngại. Năm lần bảy lượt mai phục ám sát, thậm chí suýt đã khiến cho bản thân dạng kiếp bất phục rồi. Bởi vì bọn họ biết nàng sẽ không đánh trả quá tuyệt tình, nàng dĩ nhiễn không có đối phó bọn họ giống như là bọn họ đối phó với nàng. Bởi vậy họ tự tin không sợ. Bây giờ các ngươi đã thu rồi. Nhưng mà các ngươi vẫn muốn đem cái chuyện đoạt thiên chi chiến ra nói. Quân mặt tà, mỉa mai nói. Ta biết, mạc tôn giả, trong lòng của ngươi lúc này đang thật sự hối hận. Bởi vậy, ngươi mới dựa vào đoạt thiên chi chiến cầu sinh. Cũng thật sự muốn gì đoạt thiên chi chiến xuất ra một đau. Rõ ràng, mục tiêu này thật là cao cả, thật cao thượng, thậm chí ngươi đã hy sinh rất nhiều. Điểm này ta bội phục ngươi, nhưng ta muốn nói cho các người biết, mặc cho lý do có cao cả bao nhiêu, đều không thể thành cái cớ cho người tham làm chiếm đoạt, làm bao điều ác. Mặt tà lạnh khóc cười, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ chúng sinh, nói nghe thật hay, các người đúng là đã làm như thế, đã ra sức, nhưng mà chậm đã. Điều đó chẳng có đại biểu cho cái gì cả, làm sai một chuyện vẫn phải trả giá, không ai cho rằng vì ngươi đã ra sức cho đoạt thiên chi chiến nên phải è e cổ ra cho các ngươi giết ngay cả những cái gọi là sự tích anh hùng không thể lấy công chuộc tội quân mặt là sắc bén vô tình nói có kẻ đi cướp để cho mấy đứa nhỏ ở nhà có thể ăn no có kẻ càng cao thượng hơn bởi vì trong nhà quán thu dưỡng vô số cô nhi nhưng những kẻ đó đã cướp đã là một sự thật rồi có kẻ giết người bởi vì bảo hộ người thân nhưng mà hắn đã là một kẻ sát nhân. Đây là sự thật, sẽ không có ai bởi vì bọn họ có nỗi khổ riêng mà bỏ qua cho họ đâu. Sự thật như vậy, các người dựa vào lý do gì? Quân mặt tà hung hăng nói tiếp, các người hãy chiến hữu, diệt đồng bạn, đồ quyền thú, săn quyền đan, nhân danh để mà thăng thực lực, để ứng đối đoạt thiên chi chiến, cho là ta tin tưởng các ngươi sau khi mà đề thăng lực lượng thật sự dùng cho đoạt thiên chi chiến chăng nữa nhưng mà hai chuyện này có liên quan gì sao đoạt thiên chi chiến từ trước tới nay đều là nghĩa vụ của con người không phải là cái cớ cho các người càng không phải là lý do để cho các người làm ra những chuyện xấu xa đi tiện không biết xấu hổ hôm nay ta tuyệt không bỏ qua cho các người quân mặt ta nói hắn lãnh đạm cười lạnh chỉ những tàn binh bại tướng trước mặt nói. Mà tiêu diêu, ta tin những lời ngươi nói là thật tâm, nhưng mà ngươi biết, hôm nay các ngươi đã chết bao nhiêu người sao? Ngươi quay đầu lại nhìn thuộc hạ của mình đi, có ai không nhận chúng ta thấu? Có ai không hận chúng ta thấu xương không? Nơi đây có hơn 80 cầu thủ chí tôn thượng hạng. Mạc Tiêu Diêu, cho dù ta tin ngươi sẽ không trả thù, nhưng mà bọn họ thì sao? Ngươi có thể cam đoan sao? bọn họ sẽ không hề báo thù ta, báo thù quân gia sao? Ngươi nói ta nghe đi, ta có thể tha các ngươi sao? Ta có thể thả hổ về rừng sao? Ta dám sao? Đổi lại, nếu ngươi là ta, ngươi dám không? Mạc tiêu diêu, thở dài một tiếng, lúc đầu hắn nghe quân mặt Tà nói không thuận tai, cho là sỉ nhục. Nhưng khi mà hắn nói tiếp, Mạc tiêu diêu rốt cuộc đã hiểu rõ những việc mà bọn họ làm thật sự quá phận cũng quá đê tiện rồi. Tam đại thánh địa trước nay đều cho rằng chỉ cần vì đoạt thiên chi chiến, bọn họ làm bất cứ cái gì cũng đúng. Nhưng mà chính cách nghĩ này, bản thân đã là một sai lầm nghiêm trọng. Quân mặt tà, ngươi có gì không tin bọn ta? Lẽ nào ngươi bức bọn ta phải quyết thể hay là giết quyết thư bảo chứng? Tiểu thiên nhai nghiến răng nói, quyết thể bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. Hai môi trên dưới khép lại có thể nói ra rồi. Quyết thư không thể, chỉ là một tờ giấy. Các ngươi cho rằng ta chịu tin sao? Quân mặt tà cười lạnh. Các ngươi muốn ta đem cái tính mạng toàn gia ra, đánh cược với sự đáng tin cậy của cái gì gọi là lời thệ. Thể ước dạng năm trước của tổ tông, các ngươi còn có thể vi phạm xuống tay với thiên phạt. Ta mà tin các ngươi thì đúng là một thằng ngốc rủi ro ngư vậy ta không mạo hiểm càng không dám mạo hiểm lần này là chúng ta thảm bại vốn là không biết lượng sức tự rước lấy nhục rồi mạc tiêu diêu cười khổ một tiếng ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ lẫn thù hận trên mặt có tám mươi thủ hạ phía sau quán độ sâu sắc như thế ngay cả chính mạc tiêu diêu hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhất bất giác thở dài một hơi mối thù khắc cốt ghi tâm này dẫu cho hắn liên tiếp ra lệnh không được báo thù vẫn sẽ có kẻ ngoài dân dạ nhưng mà sau đó lén lút đi báo thù còn về chuyện hai năm rưỡi sau liệu có thể còn giữ được cái mạng hay không đến thiên phạt lệnh tử đến thiên phạt lệnh tử dần dần lại càng là quan đường quân mặt tà nói trắng ra không sợ bọn họ báo thù mai tuyết yên cũng không sợ nhưng mà những người khác ở quân gia thì sao thiên phạt trừ thú thì sao? Đâu phải ai cũng là tốt giả cao thủ. Lại thêm, đoan mộc thế gia, tương không thế gia, đông phương thế gia, những gia tộc này chỉ cần để những người ở đây sống sót, thì những cái gia tộc này đều phải hứng chịu báo thù đẫm máu. Đây là chuyện chắc chắn không phải nghi ngờ. Năm ấy, mưu vị chí tôn thượng hạng có thể ám toán mà trước yên đến suýt mất mạng. Huống chi bây giờ, 80 vị đỉnh phong cường giả hàng thật, giá thật. Tuy là Mai Tuyết Yên lúc đó đã bị trọng thương trước, nhưng mà thực lực cực mạnh của các vị trí tôn này không thể nghi ngờ. Ngoài quân gia ra là toàn bộ sang bằng các gia tộc khác cũng không phải là chuyện không thể. Thậm chí trong 80 người này xuất ra một hai người đã có thể làm chuyện đó nhẹ như không rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 162. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt